Oh, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DKB Beauty. Ngày hôm nay thì mình rất là vinh dự được chia sẻ với mọi người hình ảnh hai chị khách hàng rất là xinh đẹp. Hai cô đi một cái quãng đường rất là xa từ trong Sài Gòn đến Hà Nội, và hai cô chính là mẹ và dì của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, là một thần tượng và cũng là một cái khách mời, vị khách mời mà trong cái The Beauty Show lần diễn ra gần nhất ngày 19 tháng 1 vừa rồi tại Hà Nội. Thì trong cái show đó thì con cũng đã được tiếp đón chị Hà, và trong show đó thì chị Hà có nói rằng là ô, công nghệ của bên em rất là tuyệt vời, một công nghệ xóa sâm mới nhất tại Việt Nam. Và sau đó chị Hà có nói là sẽ mời mẹ và mời dì qua bên con để trải nghiệm dịch vụ, và thật sự rất là vinh dự và con được tiếp đón cô và dì ngày hôm nay. Và cô có thể cho con xin phép hỏi thăm một lời giới thiệu của cô và dì đến mọi người được không ạ? Thì dì là coi như là dì với lại mẹ mẹ của Hà là đã từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây, và nghe nghe Hà giới thiệu là cái bên con dịch vụ bên con là làm rất là tốt và rất là chuẩn, nên là dì cùng với lại bạn thân mẹ Hương đây là cũng ra để mà coi như trải nghiệm cái dịch vụ của con, và sau khi đó thì dì rất là hài lòng khi thấy kết quả như thế này. Dạ vâng Rất ạ. là cảm ơn tụi con. Dạ vâng ạ. Cô Hương và dì là đi được một con đường rất là xa, đến Hà Nội ngày hôm nay chỉ để làm lông mày, và sau đó thì sáng ngày mai đã bay sớm về Sài Gòn rồi đúng không ạ? Cô Hương ơi, cô cho con hỏi là không biết là chị Hà đã chia sẻ gì về bên con để khiến cô có thể tin tưởng và ngày hôm nay book vé ra bên con để làm dịch vụ ạ? Cô ạ, chị Hà đã nói gì về bên con ạ? Thì chị Hà mình nói là con người mình ra ở cái chỗ đấy Vâng. nên là có những là có cái dịch vụ là rất là tốt về cái xóa sâm, xóa mây đấy, là Vâng ạ. làm mây rất là tinh tế. Dạ Thì vâng. mẹ nên ra tại nhà thì xem sao, tại vì lần trước mẹ làm thì hơi lâu rồi, Vâng. là cái màu mực và tất cả mọi cái nó nhìn nó không được tốt, nên không được Dạ đẹp vâng, đâu. nó đã cũ rồi Nó cũng và rồi. cô đã trải nghiệm công nghệ cũ đúng không ạ? Ngày xưa thì khi mà con kiểm tra lông mày cho cô và buổi tra cho gì thì là cái công nghệ đó là mình là phun, và khi mà phun thì nó sẽ rất là cứng, và bản thân là nó không có sự tự nhiên, bởi vì là cô rất là ít lông mày. Thế cho nên là mình nhìn mình sẽ cảm giác là nó không được tự nhiên cho lắm. Và sau khi mà kiểm tra này và cô đã trải nghiệm dịch vụ hút, đầu tiên là con đã mời cô lên để hút cái mực cũ ra. Đấy, thì cô trải nghiệm dịch vụ hút và dì đã trải nghiệm dịch vụ hút rồi, thì hai cô có thấy chia sẻ gì về cảm giác lúc đấy ạ? Hai cô có sợ hay là có lo lắng gì không ạ? Chúng là nó rất là nhẹ nhàng, nó không có cái gì cả đó chị. Hơi khi làm xong là hơi nhẹ nhõm tí là xong thôi. Dạ Cô vâng. cũng rất sợ đau nhưng mà cô thấy rất là bình thường, nên là Dạ cô vâng. rất là yên tâm và cảm giác là rất là hài lòng, vì có thể là khi mà nó bong trong phụ nữ này ra thì mình sẽ có một cặp lông mày đó là tự nhiên mềm mại hơn. Lúc đầu nó cứng mà nhìn trống rồi, khi mà mình cũng cái công nghệ cũ nhìn là dịu, À dạ vâng lúc đúng nào ạ. nó dịu. Vâng ạ. Thế còn cô ạ? Cô thì cô cảm thấy rất là hài lòng với lại cái ông này mà đã làm cho cô. Quả là con có một bàn tay khéo đấy, Dạ vâng ạ. Lúc hút cô con thấy thế thì nào ạ? cô thấy là cũng bình thường thôi, cô cũng không thấy là đau, tức là khi mà các con đã bôi tê rồi thì cô thấy rất là bình thường, Dạ vâng ạ. À, đấy là một cái điều rất là cảm khác giác rất là biệt. thoải mái, nhé. Không có gì là gọi là À, dạ căng vâng thẳng ạ. đâu, cô cũng không có căng thẳng Dạ vâng, thật ra là rất là nhiều khách hàng đến với bên con muốn xóa sửa, nhưng mà bởi vì là họ rất là sợ đau, thứ hai là cái công nghệ cũ xóa ở những cái nơi khác ấy, thì khi mà họ xóa thì họ sẽ bị chảy máu hoặc là bị bong tróc hoặc bị tổn thương đấy, nó phải nghỉ dưỡng rất là lâu, có khi cả tháng 2 tháng trời cơ. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà vừa hút mực xong cho hai cô thì con làm cái công nghệ mới là công nghệ sợi hair shock cho cô, và sau khi mà đã làm cái công nghệ sợi này, lúc đầu là con thấy cô Hương có nói với con là con ơi, người ta hay làm cái phun phun bột bột ấy, thì cái đấy có phải là tự nhiên hơn không, thì con cũng đã tư vấn cho cô là không cô ạ, bởi vì bây giờ cái công nghệ mới nhất bây giờ là người ta sẽ đưa chúng ta về cái sợi tự nhiên, nhưng có điều cái công nghệ sợi thì nó khá là khó, không phải ai cũng có thể là làm được cái sợi làm sao nó mềm mại và nhìn nó tự nhiên đối với những cái lông mày khó như cô Hương chẳng hạn, là cô rất ít lông mày đó. Thì sau khi mà trải nghiệm xong và làm xong thì không biết là bây giờ cô thấy như thế nào sau khi mà nhận được một cặp lông mày mới như thế này ạ? Hai cô ạ, cũng thấy là cô trẻ lên nó ứng trẻ ý lên. Dạ rất là hài lòng, vâng nói ạ. chung là ứng ý hết. Dạ vâng, thì cô thấy nhiều sợi nó có tự nhiên không cô? Nhiều sợi nó rất là
tự nhiên. Dạ vâng ạ. Cô đầu tiên cô cũng cứ tưởng nó sẽ rất là cứng, nó vâng. Dạ, giống như vẻ dạ. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì cô thấy, cô nhìn bàn cô là cô thấy rất là tự nhiên. Tự nhiên đúng không ạ? Vậy thì cô thấy chị Hà giới thiệu bên con, tới bên con cô có thấy đúng đắn không ạ cô? Và đúng đắn. Và là rất là Hà tuyệt vời. Tinh tế lắm. Vâng ạ. Trong tất cả mà cái nào có con mắt nhìn tinh tế cho nên là cô rất là tinh tế. Dạ vâng ạ, bởi vì chị Hà là một nữ hoàng giải trí ấy, mà sau đó thì chị này còn giới thiệu mẹ và cô qua bên dì, qua bên con thì chứng tỏ là đây phải là những cái điều tuyệt vời nhất để dành cho tặng cho mẹ và cho dì của mình đúng không ạ? Và cô ơi, cô cho con hỏi là sau khi mà đã trải nghiệm dịch vụ của bên con rồi ấy, thì cô không biết cô có một lời gửi gắm gì đến những cái khách hàng mà đang còn lo lắng này, muốn xóa sửa, muốn thay đổi diện mạo trên khuôn mặt mày môi mí của mình, thì cô có gửi lời gì đến mọi người không ạ? Nói chung là phụ nữ thì thích làm đẹp à. Nhưng mà nhiều người cũng sợ đau, nhưng mà trong cái dịch vụ này thì mọi người cứ yên tâm nhé. Tôi là người sợ đau nhất, chưa bao giờ có một cái rói dính vào người cho nên rất là sợ đau, nhưng mà tôi làm tôi cảm thấy rất là thoải mái, tự nhiên là tự tin lắm. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Cô cũng như vậy ạ, cô cũng như là rất là mong muốn các bạn đến để mà có một đôi lông mày đẹp và để cho mặt mình coi là tươi trẻ và rất là hài lòng khi cái dịch vụ này. Dạ vâng, cảm ơn các con. Khi một mùa xuân mới tới thì mình còn trẻ thêm được một tí nữa thì cũng rất là thích để phụ nữ. Bất chấp mọi lứa tuổi đúng không ạ? Thật sự là bản thân con thì ở đây làm việc, con làm với rất nhiều khách hàng, từ khách hàng rất là trẻ có 18 đôi mươi thôi, rồi những chị trung niên 30, 40, thậm chí là khách hàng lớn tuổi nhất của bên con là 81 tuổi. Tức là các cô trong bất kỳ một lứa tuổi nào thì đều mong muốn là mình được làm đẹp và đẹp nhất có thể, và lúc nào cũng trẻ trung hơn so với tuổi thật của mình. Vâng ạ. Và thay mặt cho team DK, toàn bộ nhân viên của bên con thì con xin chúc hai cô một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui. Và vừa rồi là cô Hương vừa đón thêm hai cháu ngoại nữa đúng không ạ? Và con chúc mừng cô và hy vọng rằng là sang tuổi mới thì các cô sẽ luôn luôn trẻ trung xinh đẹp và tiếp tục ủng hộ cho bên con cô nhé. Cảm ơn cả con rất nhiều nhé, cũng chúc cả con là thành công trong công việc của mình. Vâng, rất nhiều khách hàng sẽ tìm đến gặp con. Dạ vâng. Khi mà họ thấy được những cái sự tinh tế trên cái cặp lông mày của mình. Dạ. Vâng ạ, đấy cũng là cái niềm động lực rất lớn để giúp con cố gắng hơn mỗi ngày, và bên con cũng sẽ chăm sóc khách hàng thật sự là tốt nhất, để mong các cô cũng sẽ giới thiệu bạn bè đến với con nhé. Vâng ạ, và cảm ơn hai cô rất nhiều, và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của DK, và hẹn mà gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Và các bạn ơi, sắp tới là đến mùng 8 tháng 3 rồi, và hãy giống như chị Hà gửi tặng đến mẹ, đến dì mình những món quà tuyệt vời như thế này nhé, không gì bằng là sức khỏe và tinh thần và làm đẹp nữa đúng không ạ? Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp. Cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.